khi mới chơi game thì chắc là có nhiều bạn sẽ rất là bâng khuâng đến cái tính năng là nặn hồn của pet. Đấy, ấn vào đây có hình bông hoa. Chắc hiểu đây làm gì? Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để có thể nặn hồn được pet nha các bạn. Nặn hồn thì chúng ta có thể búp được thuộc tính. Đấy, nặn hồn thì chúng ta có thể thêm được cái bị động. Nặn hồn thì chúng ta có thể cường hóa được kỹ năng, sức sát thương nó gây ra nhiều hơn. Và nặn hồn thì chúng ta có thể hóa hình được linh thú. Úi dồi ôi, trông chất chơi người rồi các bạn. Thế để nặn hồn được thì chúng ta cần những cái bông hoa như thế này. Và các bạn lưu ý là đối với những con pet cam thì chúng ta sẽ dùng hoa màu cam. Còn đối với những con pet đỏ như thế này thì chắc chắn là chúng ta phải dùng những bông hoa màu đỏ. Và những bông hoa màu đỏ chắc chắn là nó khó kiếm hơn bông hoa màu cam. Và nặn hồn thì nó chỉ xảy ra ở pet cam cũng như là pet đỏ thôi. Còn những phẩm chất thấp hơn thì không có các bạn nhé. Làm thế nào để chúng ta có thể kiếm được bông hoa để đi nặn hồn? Thì đây, sự kiện yêu vực man hoang các bạn nhé. Đây là chơi như thế nào? Sự kiện này nó ra làm sao? Đây, mình sẽ ấn vào hoạt động cho các bạn có thể thấy này. Giờ mình sẽ ấn vào bản đồ nha. Ở đây thì có ba cái chiến trường. Đấy, đầu tiên là khu rừng bóng tối này. Thứ hai là tế đàn thực cốt và thứ ba là chiến trường viễn cổ. Thì cái khu rừng bóng tối này ấy. Thì ở trong khu rừng bóng tối này các bạn này. Để mỗi một lần chúng ta khám phá thì chỉ cần tốn một thể lực thôi các bạn nhé. Còn đối với tế đàn thực cổ sẽ là hai thể lực và cái chiến trường viễn cổ sẽ là ba thể lực các bạn ơi. Thế ở trong ba cái chiến trường đấy thì có cái gì? Đây, sổ tay sẽ có luôn các bạn ạ. Thứ nhất là có các con quái và tiêu diệt những con quái đấy chúng ta sẽ có thể nhận được những phần thưởng. Đấy, các bạn thấy chưa? Và chúng ta cũng sẽ có cơ hội để mở ra được những cái dương để nhận những cái bông hoa nặn hồn. Hoa nặn hồn cam có này, hay là mảnh hoa nặn hồn đỏ có luôn này. Nhưng mà thông thường thì ở khu rừng bóng tối này chúng ta có rất ít hoa nặn hồn, mà bắt đầu lên đến tế đàn thực cốt là ở cái chiến trường thứ hai ấy, chúng ta sẽ bắt đầu xuất hiện nhiều hoa nặn hồn hơn. Tuy nhiên khi mới vào thì cái tế đàn thực cốt này cũng như là cái chiến trường viễn cổ nó sẽ khóa lại. Đấy, khi mà chúng ta phải làm đúng cái nhiệm vụ thì mới có thể vào được cái tế đàn thực cốt. Đấy, và tiếp tục như thế thì chiến trường viễn cổ cũng cần phải làm đúng cái nhiệm vụ mới vào được nha các bạn. Và nó phải đi lần lượt nha, từ khu rừng bóng tối này sang đến tế đàn thực cốt này, sau đó thì mới mở ra chiến trường viễn cổ. Vậy thì làm nào chúng ta có thể vào được cái tế đàn thực cốt? Thì các bạn ấn vào nó sẽ ra cái nhiệm vụ đây nhá. Có hai cách, một là các bạn sẽ dùng cái đá thanh minh. Cái này thì mình chưa thấy có các bạn ơi. Đi ải mấy hôm mình chưa nhặt được. Đấy. À, cái thứ hai dễ hơn đó chính là chúng ta phải tiêu diệt yêu thú 500 năm này hai con. Bây giờ mình sẽ đi tìm kiếm thôi, bắt buộc là phải tìm kiếm. Đấy, chúng ta hoàn toàn là có thể tích vào ô bỏ qua hoạt ảnh nhá, để bỏ qua đỡ mất thời gian này. Con này thì không phải, con này mới 100 năm thôi. Đấy. Úi giời ơi, mới 100 năm. Tiếp tục đây, ôi con này 500 năm, một con nha. Ok, tiếp tục, ui dồi ôi, 10 năm ạ. Ui thế, vai. Khám phá tiếp, lại tiếp tục là 100 năm. Thế một con nữa thôi. Cái nhỉ. Phá nữa xem nào, ok á. Khám phá, ôi nhờ. Bực thực sự, con này thì sao? Đây rồi, 500 năm các bạn nhá. Và ở cái ải đầu tiên này thì chúng ta hạn chế tối đa cái việc là đi ở cái ải này. Và phải lên ngay tế đàn thực cốt cho mình nha. Đấy, đi luôn như cần gì nữa. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá tiếp tục thôi. Ở đây thì có cái hang này. Vào xem có cái gì không. Chưa thì có dấu hiệu gì hoa nặn hồn cả các bạn. Đấy, thật cả là vời các bạn ơi. Rồi luôn, chuông bản long 1 vạn năm. Ù, hoa nặn hồn đỏ luôn các bạn. Đấy, đánh bại xong hai con yêu thú vạn năm là chiến trường viễn cổ của mình đã mở ra rồi này. Tuy nhiên là các bạn cần phải cân nhắc, bởi vì là ở trong này thì cái thể lực mình tốn sẽ là 3 thể lực một phát đánh cơ. Cho nên là cứ từ từ đó các bạn ơi. Ok, thì các bạn tuân thủ nhớ lưu ý đến tính năng này nhá. Và bây giờ thì xin chào mình gọi các bạn những video tiếp theo. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như là cho mình xin một like để ủng hộ mình nha. Gặp lại, bye bye.